Tối ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí cấp quy chế ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu cho Ukraine và Moldova. Quyết định này được đánh giá là động thái thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chúng tôi đã quyết định trao quy chế ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine và Moldova. Còn Georgia, chúng tôi cũng đã sẵn sàng trao quy chế, chừng nào các ưu tiên được giải quyết. Đây là một thời khắc quyết định và là một ngày tốt đẹp đối với châu Âu. Xin nồng nhiệt chúc mừng các nhà lãnh đạo, Tổng thống Zelensky, Tổng thống Sandu, Tổng thống Zurabishvili. Tất cả ba nước đều đã là một phần của châu Âu. Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, và quyết định mang tính lịch sử hôm nay của các nhà lãnh đạo châu Âu đã khẳng định điều đó. Theo ông Michel, Hội đồng châu Âu sẽ thực hiện các bước tiếp theo sau khi các nước ứng cử viên đáp ứng những điều kiện do Ủy ban châu Âu đưa ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Liên minh châu Âu về việc nhất trí chấp thuận quy chế ứng cử viên cho nước này, gọi đây là một thời khắc độc nhất và mang tính lịch sử trong mối quan hệ giữa Kiev và Liên minh. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng gọi đây là một chiến thắng và tuyên bố sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi nào đánh bại Nga và giành được tư cách thành viên đầy đủ của châu Âu. Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andriy Yermak khẳng định Kiev sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng thực thi kế hoạch cho phép triển khai tiến trình đàm phán gia nhập EU. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow ngày càng lưu tâm đến khả năng Ukraine gia nhập EU khi khối này thúc đẩy các cuộc thảo luận chủ đề tăng cường hợp tác quốc phòng. Ông Peskov nêu rõ, có rất nhiều sự thay đổi mà chúng tôi đang theo dõi một cách thận trọng nhất. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 vừa qua, Kiev đã đệ đơn xin gia nhập EU. Tuy nhiên, các nước thành viên hiện đang tranh cãi về yêu cầu của Ukraine muốn đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này. Theo Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu Clément Beaune, khi phát biểu trên kênh phát thanh Radio J ngày 22 tháng 5, tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine có thể phải mất 15 đến 20 năm, chứ không thể chỉ vài tháng hay vài năm. Theo các nhà phân tích, để trở thành một thành viên chính thức của Liên minh châu Âu, thách thức lớn đầu tiên mà Ukraine phải vượt qua là tìm cách chấm dứt cuộc chiến để có thể bắt tay vào tiến trình tái thiết đất nước. Tiếp đó là những yêu cầu về cải cách toàn diện từ kinh tế cho đến tư pháp chống tham nhũng. Nếu Ukraine chấp nhận cải cách như Liên minh châu Âu yêu cầu, tiến trình đó có thể kéo dài hàng chục năm.